Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Ở đây thì mình đang có một sản phẩm đến từ thương hiệu Hilai, một công ty chuyên về các giải pháp chiếu sáng. Đây chính là chiếc đèn treo màn hình hay đèn kẹp màn hình phiên bản mới nhất 2022 với máy hiệu là ILI-B005. Hiện tại thì mình cũng đang sử dụng một chiếc đèn treo màn hình khác, cũng của thương hiệu Hilai luôn. Và đó là phiên bản Pro RGB có màu xám, mã là ILT-D003. Mình thì cũng đã làm video giới thiệu về em nó rồi. Nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể click vào đường link bên góc phải phía trên màn hình nhé. Ngay sau khi phiên bản Flagship Edition 2022 này ra mắt, mình đã quyết định đặt hàng ngay và luôn, để xem là phiên bản mới lần này có điểm cải tiến gì khác so với phiên bản cũ. Và sau 2 tuần chờ đợi, cuối cùng mình cũng đã nhận được hàng. Sản phẩm này thì mình mua trên Shopee với mức giá là 1.950.000. Link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để anh em tiện mua sắm. Ngay bên ngoài vỏ hộp, chúng ta có thể thấy ngay tên của sản phẩm lần này là Hilai LED Screen Light Bar Pro. Phía trên góc bên phải sẽ là logo của thương hiệu Hilai. Phía dưới là logo của Razer Roma RGB và Overwhoop. Tức là sản phẩm này có hỗ trợ Razer Roma RGB, giúp các em game thủ có thể dễ dàng đồng bộ hóa các hiệu ứng ánh sáng khi mà chơi những cái tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO, Dota, vân vân. Nói chung với tính năng này, anh em chắc chắn sẽ tạo ra được một không gian chơi game vô cùng sinh động và thú vị. Và để xem thêm danh sách những trò chơi được hỗ trợ đồng bộ màu sắc, anh em có thể lên trên trang chủ của Razer nhé. Với những em nào mà quan tâm đến giải pháp nhà thông minh, đèn cũng có hỗ trợ trợ lý ảo của Google và Alexa luôn. Phía sau vỏ hộp sẽ là một số những cái thông số về đèn như là kích thước, chỉ số ánh sáng, điện áp, vân vân. Mình sẽ để phần thông tin này phía trên màn hình để anh em tiện theo dõi nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm ngay và luôn. Ngay khi vừa mở hộp, chúng ta sẽ có ngay một cái tờ sách hướng dẫn sử dụng. Mình luôn khuyên em đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tiếp đó chúng ta sẽ có adapter dùng để cấp nguồn cho đèn. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái núm điều khiển rời bên ngoài, và nhà sản xuất cũng có tặng kèm cho chúng ta 2 viên pin luôn. Và đây chính là phần chân kẹp để giúp kẹp đèn vào phía trên màn hình. Và đây nhân vật chính của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt và trải nghiệm thực tế luôn. Đầu tiên để lắp đèn thì anh em sẽ gắn cái chân kẹp lên trên màn hình trước. Tiếp đó thì anh em sẽ gắn cái đèn vào phần chân kẹp. Đèn và chân kẹp được kết nối với nhau bằng cơ chế hút nam châm, và anh em có thể dễ dàng xoay chuyển hướng chiếu sáng khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho đèn. Tiếp đó thì mình sẽ gắn pin cho cái cục điều khiển rời bên ngoài. Về phần thiết kế tổng quan của sản phẩm, có thiết kế với tông màu đen. Phía trước chúng ta sẽ không có cái logo Hilai như là phiên bản cũ, mà thay vào đó là một phần trơn láng luôn. Phía sau sẽ là một cái chân đế để kẹp đèn vào màn hình. Phần chân này đã được cải tiến chất lượng tốt hơn so với phiên bản cũ. Phía sau chúng ta sẽ có thêm một cái giải đèn nền RGB với hơn 16 triệu màu, tha hồ cho anh em hiệu chỉnh màu sắc khi chơi game luôn. Và đây chính là cái góc làm việc của mình thường ngày. Đó, anh em thấy chưa? Nói chung đây là một chiếc đèn rất phù hợp với những anh em mà thường xuyên cú đêm như mình. Việc điều chỉnh đèn cũng rất là dễ dàng. Để thay đổi cường độ ánh sáng thì anh em sẽ xoay cái núm điều khiển. Còn để thay đổi các chế độ đèn khác nhau thì anh em sẽ bấm double click. Nói chung là cách điều khiển rất là dễ dàng. Ngoài ra thì anh em cũng có thể điều chỉnh đèn thông qua ứng dụng Hilai ở trên điện thoại. Mình cũng sẽ demo cho anh em luôn. Khi mà tùy chỉnh ở trên app thì anh em sẽ có nhiều lựa chọn chế độ hơn. Ví dụ như là đèn ở chế độ đọc sách, chế độ văn phòng, chế độ gaming, vân vân. Với những em nào mà có hệ thống Smart Home thì có thể kết nối với lại trợ lý ảo, từ đó có thể kích hoạt tắt mở đèn thông qua giọng nói. Nếu anh em là một người thường xuyên học tập, làm việc, giải trí trong môi trường tối mà không muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh thì mình nghĩ đây là một món phụ kiện không thể bỏ qua. Nó sẽ giúp trung hòa ánh sáng, giúp mắt của anh em sẽ đỡ bị mỏi hơn vào ban đêm. Nói chung là sẽ đỡ hại mắt hơn. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe.
Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.